Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí thường trực huyện ủy kiểm tra công tác đê điều trước mùa mưa bão năm 2020. Hội nghị ban chấp hành kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu. Các tập thể và cá nhân ủng hộ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện kiểm tra sản xuất nông nghiệp. Và một số tin đáng chú ý khác, sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 21 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã thị trấn tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Văn Quyết, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Hải Điền, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan. Thiên tai năm 2019 diễn biến bất thường, mang nhiều yếu tố cực đoan, không theo quy luật. Song các cấp ủy chính quyền toàn huyện đã tập trung cao, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với phương châm chủ động phòng, tích cực chống. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện đạt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn người dân, an toàn sản xuất và tài sản của nhân dân. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tiến hành xử lý cấp bách giờ đầu đối với một số sự cố công trình do chiều cường trên tuyến đê biển Cồn Tròn và mái kè bảo vệ khu vực nhà thờ đổ Hải Lý, tiếp tục khắc phục hư hỏng kè và đường vào bãi Tám Thịnh Long do bão số 10 năm 2017 gây ra. Các công trình đầu mối dưới đê được bảo dưỡng, cạo hà, sơn cánh, thay thế các thiết bị cánh phai, đảm bảo 100% công trình vận hành an toàn, phục vụ công tác phòng chống thiên tai và đời sống dân sinh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện biểu dương ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đơn vị trong công tác chủ động phòng chống thiên tai năm 2019. Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết năm 2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan, các xã, thị trấn cần khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, đơn vị mình, có phân công cụ thể gắn với trách nhiệm cụ thể từng thành viên. Cùng với đó, thành lập ngay đội xung kích phòng chống thiên tai ở các xã thị trấn, đặc biệt là các xã ven đê sông, đê biển và những xã có trọng điểm về phòng chống thiên tai. Có kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, xây dựng phương án ứng phó với các loại thiên tai, đặc biệt ứng phó với siêu bão. Những xã ven đê phải có phương án hộ đê rất cụ thể, phương án tránh trú những tàu thuyền tại khu vực neo đậu tàu thuyền. Các xã thị trấn tổ chức kiểm tra đánh giá tổng thể lại hiện trạng các công trình đê điều thủy lợi, nhất là các trọng điểm phòng chống lụt bão. Các xã thị trấn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát lại tất cả các vi phạm, có phân loại cụ thể và tổ chức phối hợp để giải tỏa vật cản cũng như giải tỏa dòng chảy, giải tỏa các vi phạm. Tại hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 20 tháng 4, các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cùng các ngành liên quan như hạt quản lý đê, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã đi kiểm tra công tác đê điều trên địa bàn huyện trước mùa mưa bão năm 2020. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc thi công đê tả sông Ninh Cơ, đoạn qua địa phận các xã Hải Trung, Hải Anh, Hải Minh, dài trên 5 km, và đoạn qua địa phận xã Hải Giang và xã Hải Ninh, dài trên 3,5 km. Kiểm tra công tác thi công kè chắn sóng tại Cồn Tròn, xã Hải Hòa. Các công trình này được triển khai từ tháng 11 năm 2019, do Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phong và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2020. Qua kiểm tra công tác thi công các tuyến, đồng chí Mai Văn Quyết, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, biểu dương ghi nhận đơn vị nhà thầu đã và đang triển khai đúng tiến độ, chất lượng công trình. Thời gian tới, đồng chí đề nghị nhà thầu tiếp tục tập trung triển khai hoàn thiện các công việc còn lại và hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ
xong dịp 30 tháng 4 năm 2020, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai của huyện thời gian tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 23 tháng 4, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức hội nghị Ban chấp hành kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu khóa 23, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thực hiện đúng nghiêm túc quy trình nhân sự tại hội nghị kiện toàn chức danh Bí thư Huyện đoàn khóa 23, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Huyện đoàn đã tiến hành bầu chức danh Bí thư Huyện đoàn đối với đồng chí Bùi Thanh Hải với 100% số phiếu thông qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đánh giá cao tinh thần tập trung dân chủ của Ban chấp hành Huyện đoàn trong việc bầu chức danh Bí thư Huyện đoàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn, đây là một niềm vinh dự nhưng theo đó là trách nhiệm lớn lao hơn. Đồng chí mong muốn người thủ lĩnh mới của tuổi trẻ huyện nhà sẽ cùng Ban chấp hành Huyện đoàn tiếp tục nỗ lực đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Ban chấp hành Huyện đoàn tập trung vào công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, pháp luật, định hướng đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức đoàn tích cực, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trên mọi lĩnh vực. Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hải, tân Bí thư Huyện đoàn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Thường trực Huyện ủy, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban chấp hành, cũng như những đồng chí đi trước, và khẳng định đó là động lực lớn để bản thân tiếp tục nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp nối truyền thống và những nền tảng đã có của công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi huyện để thúc đẩy tổ chức phát triển vững mạnh hơn. Chiều ngày 20 tháng 4, đại diện gia đình ông bà Đặng Tư Thuận, công ty hải sản Ba Miền đã tặng 100 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, với tấm lòng luôn hướng về quê hương, ông bà Đặng Tư Thuận, công ty hải sản Ba Miền, người con của quê hương xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, đã tặng 100 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện. Đây là những phần quà ý nghĩa cả về vật chất, tinh thần và thiết thực dành cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID huyện, những người tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch của huyện Hải Hậu. Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra thực tế tại cánh đồng thuộc xã Hải Thanh, Hải Hà và Hải Phương cho thấy, trong những ngày qua, các xã thị trấn đã tích cực chỉ đạo và tổ chức tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. Kết quả phòng trừ đạt yêu cầu, tuy nhiên do lứa sâu cuốn lá nhỏ kéo dài có mật độ rất cao, nên đa số diện tích sau khi phun lần một, mật độ sâu non vẫn còn cao, trung bình từ 70 đến 90 con trên 1m², vượt ngưỡng phòng trừ, phải phòng trừ lần 2 để bảo vệ bộ lá công năng. Cùng với sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, bệnh đạo ôn cổ bông có nguy cơ gây hại mạnh. Các giống lúa nhiễm bệnh như BC15, TBR225, Q5 và nếp các loại. Để bảo vệ an toàn cho lúa xuân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban Nhân dân, Ban Nông nghiệp các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ nông dân tuyệt đối không được bón phân đạm nuôi đồng, nuôi hạt, chỉ bón bổ sung phân kali cho những diện tích chưa được bón đủ 5kg kali một sào. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu, đảm bảo mực nước nông thường xuyên để tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng phát triển và chỗ bông. Tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lần 2 cho 100% diện tích lúa xuân. Thời gian phun từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2020. Sử dụng các loại thuốc có chứa hoạt chất Indosaka như Clever 300WG, Divine 180SC, Obalne 95WG, Epato 160SC, Sunset 300WG. Kết hợp các loại thuốc có chứa hoạt chất Emametic như Angan 5WDG, Dylan 5WG, Director 140EC, Tectimex
50EC để phun trừ, phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho những diện tích cấy các giống BC15, TBL225, Q5 và nếp các loại khi lúa bắt đầu chỗ bông, sử dụng một trong các loại thuốc như BIM 75VWP, Filia 525SE, Cabim 30VKP. Những diện tích cấy các giống BC15, TBL225, Q5 nếp bắt đầu chỗ bông cùng thời điểm trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 trước ngày 5 tháng 5 thì hỗn hợp thuốc phòng đạo ôn cổ bông phun kết hợp cùng sâu cuốn lá. Những diện tích chỗ bông sau ngày 5 tháng 5 thì phải phun liêng phòng đạo ôn cổ bông. Lượng dung dịch thuốc đã pha phải đảm bảo 20 lít một xào. Lưu ý, trong vòng 5 giờ sau khi phun, nếu gặp trời mưa phải tranh thủ thời tiết để phun lại ngay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp của huyện Hải Hậu đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, các đơn vị đã cố gắng khắc phục khó khăn cùng tập thể trong phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2020, chị Nguyễn Thị Oanh, cơ sở Bang Oanh, xe đạp Việt Long, khu 4, thị trấn Yên Định, thành viên câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đi trao tặng gạo hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19. Đoàn đã đi thăm, chia sẻ khó khăn với 5 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hải Lý và xã Hải Anh. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành viên câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện đã trao tặng cho 5 gia đình 5 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo. Trong đợt này, chị Nguyễn Thị Oanh, thành viên câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện đã hỗ trợ 7,3 tạ gạo, trao tặng cho 73 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đợt dịch COVID-19 thì tôi cũng nghe thấy tuyên truyền rồi ủng hộ đóng góp, thì trong đó thì tôi cũng có những cái làm cho tôi phải xúc động, mà có thể là tích lũy một phần nhỏ nào đó để mình trích ra để ủng hộ cho những người có thể hoàn cảnh khó khăn hơn, gọi là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn, gọi là qua hội phụ nữ của huyện, rồi tôi cũng tham gia, rồi là có thể nhờ các cô ấy để là chuyển trực tiếp đến tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn để chuyển tới đúng người, đúng đối tượng, có thể đến cuối năm thì tôi cũng có một cái chút quà, gọi là cũng qua các chị em phụ nữ này tôi lại ủng hộ tiếp, gọi là có quà Tết để cho chị em, gọi là có một chút, gọi là không nhiều nhưng mà cũng sẽ có, đóng góp tham phương trả. Nhận được quà từ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và thành viên câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện trong đại dịch COVID-19, các hội viên phụ nữ đều cảm động và ấm lòng, luôn miệng nói lời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của huyện hội, của câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện. Gia đình tôi là cũng có nhận được phần quà của chị Oanh và của doanh nghiệp với lại liên hội phụ nữ. Thì trong cái dịch bệnh này thì gia đình tôi là xin cảm ơn. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid của huyện Hải Hậu, thì trong thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện Hải Hậu đã tổ chức nhiều cái hoạt động thiết thực như tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và xà phòng cho cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Đặc biệt là trong cái đợt thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội, thì hội phụ nữ huyện cũng đã tiếp tục tuyên truyền vận động, và trong đợt này thì cũng tặng 73 suất quà, mỗi suất trị giá 10kg gạo với tổng số tiền trên 12 triệu đồng để tặng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của huyện Hải Hậu. Và trong thời gian tới thì hội phụ nữ huyện phát động đến hội phụ nữ các xã thị trấn cũng như là tiếp tục tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm để có những cái phần quà nhiều hơn nữa để tới tặng tới những cái hội viên có phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong toàn huyện. Mỗi hành động tích cực của các cá nhân tập thể trong thời điểm này đều mang ý nghĩa lớn lao, bởi đó là những nghĩa cử cao đẹp mang đầy tính nhân văn, góp sức cùng cả nước chống giặc COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2020 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động,
ngày 20 tháng 4 năm 2020, Phòng khám Đa khoa Huy Liệu đã tổ chức tặng quà cho người dân đến khám bệnh và tặng quà cho Hội Chữ thập đỏ huyện. Trong buổi sáng, Phòng khám Đa khoa Huy Liệu đã tổ chức trao tặng 200 suất quà gồm dầu ăn, mì chính và đường, mỗi suất trị giá 75.000 đồng cho người dân đến khám bệnh tại phòng khám và trao tặng quỹ nhân đạo huyện 10 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, giúp những hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong tháng nhân đạo 2020, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 10 tháng 4 năm 2020, tại Ủy ban Nhân dân xã Hải Thanh, nhà mốt Thoa Toán, nữ chủ doanh nghiệp tại xã Hải Thanh đã tặng 1.000 khẩu trang y tế cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và tặng 1.200 khẩu trang y tế cho xã Hải Thanh. Ghi nhận những tấm lòng thiện nguyện đã tích cực chung tay đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Hội Phụ nữ huyện và lãnh đạo xã Hải Thanh đã gửi lời cảm ơn tới nhà mốt Thoa Toán, nữ chủ doanh nghiệp tại xã Hải Thanh đã tặng 2.200 khẩu trang y tế cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và tặng cho địa phương để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Hội Phụ nữ huyện xã Hải Thanh mong rằng trong thời gian tới, nữ chủ doanh nghiệp Thoa Toán sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng ủng hộ cùng nhau ngăn ngừa đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.